đây rồi. Sao bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ thì tôi cũng lên được cái video IQ cực khó cho các chế rồi đây. Video ngày hôm nay là siêu 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 khó. Bạn mà giải đố được thì đúng là fan cứng của tôi đó nha. 500 anh em còn chân chờ gì mà không like video rồi thực hiện giải đố thử thách cùng chị Kính nhỉ. Bắt đầu ngay thôi nào. Câu 1, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa thì anh hơn em mấy tuổi? Tin nổi, mới câu đầu mà đã trả lời sai, sai dữ thần luôn. Bây giờ kém anh mình 5 tuổi thì kể cả đến già thì anh vẫn hơn bạn 5 tuổi thôi cơ mà. Không sao đâu, chị Kính nhắc lại thì video ngày hôm nay chỉ dành cho những ai có IQ vô cực nên là phải chú ý đó nha. Câu 2, con mèo đang đi lên hay đi xuống cầu thang? Biết gì chưa? Chưa có một nhà khoa học nào đứng ra chứng minh được con mèo đang đi lên hay là đi xuống vì họ cho rằng ảnh quá mờ và có người cho rằng thì Photoshop đánh lừa thị giác của chúng ta. Còn theo bạn nghĩ thì nó đang đi lên hay là đi xuống nhỉ? Để lại câu trả lời xuống phần bình luận nha! Câu 3. Xe nào đến trạm xăng đầu tiên? Câu trả lời của bạn có phải là xe B không? Vậy thì bạn xứng đáng được nhận danh xưng thông thái đến từ chị Kính đấy. Tinh mắt thì sẽ nhìn ra luôn. Ngoài xe B ra thì các xe khác đều bị chặn đường mà. Câu 4. Bệnh gì mà bác sĩ lại phải bó tay bạn nhỉ? Uầy, các bạn fan của chị thông minh thật đấy. Chưa gì đã thấy đáp án là gãy tay nhiều quá nè. Xuất sắc luôn. 10 điểm về chỗ tiếp tục giải đố nào. Câu 5. 10 giây để bạn đưa ra được kết quả cho phép tính sau nha. Hết giờ mất rồi. Mà ai trả lời được trong vòng 10 giây thì chị phải gọi là học sinh giỏi toàn diện rồi. Là thiên tài luôn. Để tôi giải cho mẹ coi. Dâu bằng với nho là bằng 12, dứa bằng 4 nên là dưa hấu bằng 2, kết quả là 26. Ai mà chưa đưa ra kết quả thì chăm xem video của tôi, rồi bạn sẽ là một người siêu trí tuệ sớm thôi. Câu 6. Nếu một người bị nhốt vào 3 căn phòng, bạn nghĩ họ sẽ chọn nhốt vào căn phòng nào? Căn phòng thứ nhất có sư tử bỏ đói 3 năm, căn phòng thứ hai thì đầy lửa, căn phòng thứ ba thì có kẻ ám sát đang có súng nha. Này thì cần một cái level logic cực kỳ cao. Bạn có đưa ra được đáp án là cửa 1 không nhỉ? Vì con sư tử bỏ đói 3 năm thì làm sao mà sống được nữa? Đây là căn phòng an toàn nhất rồi. Nếu bước chân vào hai căn phòng còn lại thì chỉ có nước là xin vĩnh biệt cụ thôi á. Câu 7, mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, vậy chị đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Nếu bạn trả lời sai câu này quá đi thì trong năm tháng nào chẳng có 28 ngày chứ. A hi hi, cuối cùng cũng lừa được bạn rồi. Câu 8, đây là một câu hỏi của chương trình nhanh như chớp. Bạn trả lời đúng thì nên tham gia game show này luôn đi. Trong cuộc sống, con người dùng vật gì để đánh chính mình? Hết 10 giây suy nghĩ, người chơi chỉ mất 5 giây để đưa ra đáp án là bàn chải đánh răng. Đây là đáp án được chương trình công nhận là đúng. Hey, bạn mất bao nhiêu giây để đưa ra câu trả lời và bạn trả lời là cái gì nhỉ? Câu 9. Có một con trâu, đầu nó quay về hướng mặt trời mọc. Nó quay sang trái 2 lần rồi lại quay sang phải 2 lần. Vậy thì đuôi của nó hướng về đâu? Của chị Kính mà thông minh số 2 thì ai dám làm thứ nhất chứ? Tất nhiên đuôi của nó là hướng xuống đất rồi. Like video cho cái sự nhanh nhạy của các bạn fan nào. Câu 10. Nghe nhiều EQ và IQ mà bạn đã hiểu rõ về nó chưa? Nhắc đến chỉ số thông minh, mọi người nhắc đến EQ hay là IQ nhỉ?
Huy thấy nhiều bạn là chọn đáp án B. Vậy còn có ai chưa biết EQ là khả năng kiểm soát cảm xúc không? Có test IQ thì cũng có bài test EQ nữa nè. Bạn đã thử chưa? Câu 11. Hai con vịt đi trước hai con vịt. Hai con vịt đi sau hai con vịt. Hỏi có mấy con? Đáp án của chị Kính là 4 con nha. Còn đáp án của chị là bao nhiêu con thì comment xuống phần bình luận nhé. Câu 12. Thế bạn giải được câu đố này không nhỉ? Trong một cuộc thi, nếu chạy vượt qua người thứ hai thì bạn đang được xếp ở vị trí thứ mấy? Có bạn trả lời sai là xếp ở vị trí thứ nhất kìa. No no no, bạn mà vượt qua người thứ hai thì vị trí của bạn là thứ hai chứ. Câu 13, thần đồng toán học cũng chưa chắc giải được câu này. Khi nào thì không lớn hơn 2 và 2 lớn hơn 5? Có bạn nào đưa ra được kết quả chưa? Oh no, có bạn bảo là đó là khi phép tính sai. Không bé ơi, khi chơi trò ẩn tù tì thì chẳng phải là kéo cắt giấy và búa đóng đinh hay sao? Câu 14. Tìm ra một chú Pikachu khác biệt nhất nào? Anh em vô đây, chị Kính sâu ngay cái đáp án nè. Tôi là tìm mãi mới ra đó nha. Chắc mấy nữa là tôi phải lấy cái kính lúp ra soi đó mấy ông bà già. Câu 15. Việc đầu tiên mà bạn làm vào mỗi sáng là gì nhỉ? Nếu bạn chọn đáp án là A, B và C thì bạn trả lời sai rồi. Đáp án của chị là mở mắt nhá. À hi hi, thì đó tất nhiên là việc đầu tiên để thức dậy mà. Câu 16. Con chuột đi bằng mấy chân? Bạn nào chọn chuột đi bằng hai chân đấy? Đấy có mà chuột Mickey thôi, trừ các con chuột còn lại thì con nào mà chẳng đi bằng bốn chân các bạn nhỉ? Câu 17. Thế ngoài con chuột Mickey ra thì còn con chuột nào đi bằng hai chân không? Bạn còn biết con chuột nào đi bằng hai chân thì bình luận đi chứ còn gì nữa. Câu hỏi này dễ nên là chị không có sâu đáp án nha. Câu 18. Điền hình nào vào dấu hỏi chấm bây giờ? Từ 1 đến 6 thì bạn chọn tranh nào? Nó là đang theo ô màu thứ tự kia. Tranh 5 là đáp án không thể nào sai được. Bạn mất bao nhiêu giây để chọn ra là tranh 5 nhỉ? Câu 19. Đồng hồ nào có hàng ngàn chuyển động mỗi giờ? Đồng hồ treo tường và đồng hồ báo thức thì còn đồng hồ gì nữa chăng? Chắc chắn rồi, đó là đồng hồ cát. Trong đồng hồ cát có hàng ngàn, hàng vạn hạt cát, nó rơi theo từng giây nữa nha. Câu 20, điền vào dấu hỏi chấm nào? Chuẩn luôn em ơi, chị Kính đang muốn nói số điểm giao nhau của các đường thẳng. Hình 1 là 9 điểm, hình 2 là 1 điểm, còn hình cuối là 4 điểm. Câu cuối cùng nó cũng dễ, mà là dễ nhầm. Vậy là câu đố ngày hôm nay đã hết mất rồi. Bạn thấy những câu đố này là khó hay là dễ nhỉ? Hãy bình luận đáp án của bạn xuống phần comment để chị xem bạn có phải là người thông minh không nhé. Và đừng quên video sau còn khó hơn video ngày hôm nay nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!